Chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Kể từ sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, khi nền dân chủ tự do văn minh của miền Nam Việt Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, hơn 20 triệu người dân miền Nam vào thời đó phải trải qua nạn đói khổ, nghèo nàn, lạc hậu, và nhất là tự do quyền làm người không được chấp nhận bởi chế độ cộng sản đương thời. Thế là hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Có người may mắn đến được bến bờ tự do, và biết bao nhiêu đồng bào thuyền nhân bộ nhân miền Nam đã bỏ nước ra đi mà không bao giờ đến. Họ chết trên hoang đảo giữa biển sâu trong rừng vắng. Hàng trăm ngàn thuyền nhân bộ nhân bị lính cộng sản, bị hải tặc, bị thổ phỉ tấn công, bị cuồng phong đại dương nhấn chìm. Không ai có thể thống kê đầy đủ về con số người vượt biên đã bị mất tích. Họ là những chứng nhân nghiệt ngã của đất nước trong một thời kỳ đen tối nhất. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền đưa những người tị nạn chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền vào Vịnh Thái Lan thì bị hải tặc tấn công, cướp của, hãm hiếp và giết hại, và bắt một bà hai cô đưa vào hoang đảo để hãm hiếp. Sau một tháng dài chúng chẳng chê thì bỏ đi, để lại ba phụ nữ trên hoang đảo. Ba người phụ nữ đói khát thì bị chết trước hai người. Cô bé trẻ nhất sống sót. Đến khi trên biển có cơn bão dữ, có một thương thuyền ghé vào đảo để tránh bão thì phát hiện cô bé và của cô đưa vào bờ. Sau khi vào trại, cô đã mang cái thai của tên hải tặc Thái Lan. Nhiều người đã khuyên cô phá cái thai đó, nhưng cô vẫn giữ lại vì cô nghĩ cô được chết đi sống lại nhờ đức tin, nên cô cũng phải cứu đứa trẻ vô tội. Trước khi cô sinh, cô bị đau đớn và ám ảnh chuyện vượt biên kinh hoàng đó. Sau khi sinh con ra, bà cô khuyên cho đứa con của hải tặc cho người khác để lặp lại cuộc đời, nhưng cô vẫn giữ lại vì cô nghĩ đứa bé đã không có cha thì ít nhất cũng phải có mẹ để bảo vệ nó. Câu chuyện có tiêu đề Vết Tràm, tác giả Đỗ Vật Tròn. Mời quý thính giả lắng nghe phần 1. Cả đêm không chợp mắt, đầu tôi bị căng ra, giãn ra vì những âm thanh khủng khiếp. Nó không phải là những tiếng quạt thảo hò hét hoặc những tiếng la thất thanh kèm lẫn tiếng chân người rầm rập chạy trong đêm đuổi bắt trộm, mà nó chỉ là một điều kinh cầu thật trầm, thật nhỏ và thật điều. Lỗi dạ man nhất của loài người là dùng những âm thanh lạ trong căn phòng nhỏ bị kín để tra tấn tội nhân. Còn tôi không ai tra tấn tôi cả. Trong căn chòi tranh lụp sụp hở trước hở sau bằng những tấm phên mỏng ghép thô sơ, mãi lạ đã mục nát để hở ra những lỗ trọng cho tôi ngậm trăng ngậm sao. Hoặc tôi có thể mò sang giường nhỏ bàn, khiêu nó dậy, nghe nó kể chuyện vui chuyện buồn, hầu xua tan những ám ảnh đang có. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nằm im trong trạng thái bất động, để mặc những lời kinh cầu cặn sẽ rỉa rút từng thở thịt. Có phải đây là giờ phút duy nhất để tôi nhìn về mình, để đối diện với một sự thật mà từ lâu vật hằng trộn trảnh can đảm lên đi? Những lời kinh sẽ làm tôi siêu thoát và trong sạch. Lời kinh sẽ mang tôi đi một nơi thật xa, một vùng đất mới không có hận thù đớn đau. Đọc nửa đi, nguyền nửa đi, khóc nửa đi, và đừng bao giờ dứt, để tôi thấy từng người một sát cạnh nhau quỳ trước bàn thờ giữa chân tượng mẹ Maria nhân ái. Mặt họ đau đớn và nhạt nhòa nước mắt. Trong vùng bóng tối chập chờn ngoài ngọn nến lung linh, nhưng cũng đủ soi rõ cái dãy người nằm dài trên manh chiếu. Người họ được phủ liệm bằng những vải xô mỏng loang đầy máu tươi.
Mùi máu tanh nồng quyền lực, mùi hương khói làm tôi ngày ngực. Thân nhân họ đỏ, còn tôi thì không. Ai đọc kinh cho tôi lúc này? Tôi đảo mắt kiếm tìm, không một ai thân thuộc, không một mặt bạn bè đưa tôi đi bằng những lời kinh của kẻ khác. Tôi không đi đâu, tôi chưa muốn đi, vì người tôi còn nặng nề lắm. Tình cảm tôi cũng chưa dứt được, để tôi ở lại vì đã có sự khác biệt giữa tôi với những người mới chết này. Vài tiếng đồng hồ làm sao xác họ sinh lên được, dù cho họ đã bị ngâm mình trong biển máu, dù cho họ được vớt để ở màn thuyền với mưa nặng chồng chất, thì cũng không thể nào trương lớn như tôi lúc này. Tôi đã thấy mình lớn quá khổ, chân tay sưng phù và chiếc bụng vươn cao to tưởng. Sao không ai để lên bụng tôi con dao hay một cái kẹo? Hơi lạnh của sắt chắc chắn sẽ làm người tôi sẹt bớt, để thanh thản dễ dàng ra đi hơn. Và đã là xác chết, sao tôi vẫn còn dạy dù, vẫn còn đau đớn cái bụng sinh to trồi lên trồi xuống quặn thắt từng hồi. Mồ hôi tôi đã rịn xuống trán, xuống lưng và thấm qua làn vải. Đau quá đi thôi, làm sao có thể la lên khóc lên được. Ai cho tôi con dao? Ai cho tôi cái kẹo? Tôi cùa quạng đôi tay tìm kiếm, không có gì hết, không có gì chặn được cơn đau. Tôi cặn chặt môi xua đi những âm thanh quái đản, xua tan hết những đau đớn vô vàng này. Ai san sẻ với tôi lúc này, tại sao đã chết còn khổ sở như vậy? Gọi tên ai bây giờ? Tên cha mẹ, tên anh em họ hàng, hay gọi tên người yêu? Tại sao đến bây giờ tôi mới nghĩ đến chàng? Giờ tận cùng cuộc đời mới gọi tên nhau. Những linh hồn quanh tôi đã lụt lượt đi gần hết, còn tôi ở đây giằng co giữa người sống và kẻ chết. Thôi em đi đây, Minh ơi, vĩnh biệt. Tôi ủ ở tên chàng để rồi hẹt lên hải hùng không kềm hạ. Tiếng kêu thất thanh làm nhiều người thức giấc. Trời vẫn còn đen sọc. Tiếng tụng kinh và tiếng gõ mõ bên chùa vẫn điều điều. Như thế tôi đâu có mơ. Sự thật vẫn quanh tôi để chứng tỏ tôi đã thức một đêm quả dài quả kinh khủng. Dàn lần mò vào góc bếp đốt được chiếc đèn dầu vẹn mồng vào chỗ tôi. Nó lầu bầu vì mất ngủ. Có chuyện gì không? Mày làm con hoạt hồn tường tôi cóc cẳng Thái Lan bò tới chợ. Tôi không trả lời, có quắp người trong nhiều thể nằm. Nó ái ngại nhìn những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt tôi thở dài. Buồn làm gì cho khổ vượt biên ai chả vậy. Mất mát tất cả, chỉ cầu xin giữ được mạng sống là may. Mày coi, chạng vàng người vùi thay dưới biển cả, ai biết đó là đâu? Chỉ có những người thoát chết về kể lại mới biết mà thôi. Như chiếc ghe cập bến chiều qua, đi 120 người mà sống sót có 7 người thì sao? Tức cái đến gần bờ còn bị cướp. Bọn cướp thải thì có súng, chứ có bao nhiêu người thấy ghe đông quá nên diệt bớt để cướp cho dễ dàng, khỏi sợ bị trọng cư. Mà tụi nó khát máu, coi loài người như vật nên mới hành động như vậy, chứ ai mà trọng cư làm gì. Tai tôi lùng bùng trong câu nói của nhàn, hòa lẫn tiếng reo mừng rỡ của đám những tị nạn khi nhìn thấy chiếc ghe đang từ từ xa đến. Cả 2.000 người dân cùng đổ ào ra, những gành đá ven biển, họ như những bức tượng đồng đen đũa trên bờ biển mênh mông. Tiếng reo mừng như một điệu nhạc thẳng trần, như một khúc khải hoàng mặc họ ràng rỡ. Và đôi mắt người sáng một niềm tin, tiếng reo hòa lẫn tiếng sóng vỗ biển thành bản nhạc càng lúc càng hùng hồn. Và khi chiếc tàu đến thật gần thì như một âm thanh bị đổi chiều,
Nó biến thành tiếng rắm đau thương, tiếng thê lương của một con vật hấp hối kinh khủng quá. Cả một chiếc ghe trang hòa máu tươi, máu từ màn tàu, từ tay lái, từ đầu, từ cổ, những xác người nằm chồng chất lên nhau. Và máu từ áo, từ da, từ tóc, từ mắt, những người còn sống ứa ra. Thế thảm quả cái ôm bụng mặt mày có thắt theo từng ý nghĩ, theo từng quặn đau trên thân thể. Tao chết mất dạng ơi, nó xoa nhẹ lưng tôi như vỗ về ru ngủ. Chịu khó một chút đi, mày không nghĩ tới sức khỏe của nó thì cũng phải nghĩ cho mày chứ. Yếu sức quả làm sao sanh nổi, còn hơn tháng nữa mà cứ điều này coi bồ mệt đa. Tôi bò rụt dậy trước cơn đau dữ dội, chắc hư thai quả, lúc này dạng mới hiểu. Nó luống cuống giật đứt những sợi dây màng chung quanh, miệng la hốt hoảng: dậy hết tụi bay, đứa nào đục dùng tao thêm ngọn đèn cày, con phòng mời bác sĩ dọa mau lên. Rồi như một người chuyên nghiệp, nó xoay điều trên chiếc bụng căng tròn của tôi. Không phải hư thai đâu, mày sắp sanh rồi đó. Nghe lời tao, đừng nghĩ gì để cơn đau, mà nhất là đừng có khóc. Khóc sẽ làm mày mất đi sức nhiều, trong khi lúc này rất cần. Hãy hít những hơi dài và thở ra nhẹ nhẹ, từ từ. Thấy chưa mày, đã thấy dễ chịu chưa? Tôi ngồi im cặn chặt hai hàm răng, gồng mình nhận chịu cơn đau, nhận chịu những căng thẳng trong đầu óc. Có ai như tôi không? Có ai sanh đẻ giống như tôi bây giờ không? Chồng tôi đâu? Sao không một lời an ủi? Sao không để cùng san sẻ, để thương xót lúc tôi bánh da sẻ thịt tách rời của nhau? Để con tôi được mở mắt chào đời, tôi nắm bàn tay nhàn như một cầu cứu, một niệu kẹo cỏ con. Những thằng bộ khổ nạn vô nhân đạo, dạ vỗ về đừng nghĩ gì thêm vài giờ nữa là mày được giải thoát. Mày có quyền nghĩ đến mình, thứ từ cho hẳn và chấp nổi lại, làm sao hẳn biết được. Tôi quyền những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, chắc khó thoát khỏi đau một cách kỳ lạ. Tao có cảm tưởng tao không thể sanh được, còn sức còn lực gì nữa. Nhàn chặn lời: người ta đi sanh có vợ có chồng, còn mày không có ai để dọc dẹo, thì tốt hơn nên tự mình lo liệu. Nghe lời tao, gắng sức chịu đựng, rồi mọi việc sẽ qua. Tôi im lặng nhưng cảm giác dễ chịu từ đôi bàn tay nhà đang thoa điều trên bụng, để rồi thay đổi rất nhiều thể nằm. Cho đến khi dọn đến, tôi thấy lỗ nhổ toàn những đầu người quanh căn trò chật hẹp. Họ nhìn tôi với những đôi mắt ải ngại. Bác sĩ Doãn quay sang nói với nhàn: chị thu xếp cho cô ấy ít đồ cần thiết, có lẽ phải đi bệnh viện ngoài. Tôi thấy cô ấy không được khỏe lắm, và lại con so nữa, nên để họ lo. Dù gì máy móc tội tân vật hơn, tôi có mang sẵn giấy phép của bác sĩ trưởng cùng chữ ký của các bác sĩ, một đặc ân đó. Thế là tôi được hai người đàn ông lực lượng cản trên một cái vòng. Cơn đau không còn làm tôi lăn lộn như lúc đầu. Tôi là người trên thành vòng, đảm bản thân im lìm, đưa tôi lên hết con dốc dài ngoằn ngoèo và trơn ướt hơi sương, rồi từng ngừng trước cửa văn phòng chờ phương tiện di chuyển. Thằng thái con gạt điện thoại, vùng vằng giận dữ trước một đứa nghèo kiết xác như tôi. Cuối cùng nó cũng cầm 200 bạc của đám bạn chung quanh hùn lại, rồi mà chịu gọi điện thoại liên lạc xe cộ cảm ơn lòng tốt của những người đồng hương trong cơn hoạn nạn. Một hộp cơm là một hộp ngọc, một đồng bạc là một lượng mẫu sáng sẻ. Tôi đã nhận được những lượng mẫu từ tất cả mọi người để cứu sống tôi và cái bào thai non ngày non thảm này. Nước mắt tôi trào ra và nhiều đôi tay vẫy chào. Chiếc xe chở nước đã rủ ga từng hồi rồi vọt nhanh. Tôi ngã sấp mặt xuống trong tiếng thất thanh của những người ở lại. Nhàn ôm cứng hai vai tôi lầu bầu nguyền rủa: cái thằng quỷ sứ chợ người đi sanh kiểu này dám lọt con giữa đường.
Tôi mệt nhọc đưa mắt nhìn những chồng bao bộ chất đầy trong xe, găng tay và móc sắt nện ngổn ngang sàn xe lợp nhớp những nước giọt thu nhỏ mình trong một góc bị từng hơi thuốc. Tôi buộc miệng bác sĩ, liệu tôi còn đau bao lâu nữa mới sanh được? Như sợ mình tạo ra khoảng cách, Doãn xích lại gần cầm tay tôi, giọng từ tốn: khi nào có thể đau dồn và lúc cổ tử cung mở lớn thì mới sanh được. Còn bây giờ chỉ mới từng cơn nhỏ nhưng chắc cũng không lâu đâu, vài tiếng là cùng. Thường thường con so có người đau tới 3 ngày. Tôi thảm thốt: tới 3 ngày làm sao sống nổi? Doãn nghi mặt trắng đôi mắt thiểu não của tôi: làm đàn bà thiệt thòi nhất là lúc này. Do đó bên Mỹ họ hay bắt người chồng chứng kiến cảnh đau đớn khi sinh đẻ của người vợ để cùng san sẻ, và nhờ thế tình yêu của họ càng gắn bó hơn. Cô thấy không, những người đông con là những người hạnh phúc nhất. Bao can đảm như tiêu tan đi hết, sự kiềm chế gặn gường tới lúc này như vợ tung tòa khóc, nhàn hốt hoảng ai nói bậy bạ ngoài trời. Bác sĩ kiểu này giết có người ta đỏ, bây giờ chịu khó mà dỗ đi. Doãn hồn mặt suy nghĩ rồi ấp ủng rất vùng về: đừng khóc nữa. Cô đã từng tỏ ra phi thường từ hồi nào tới giờ mà. Dù sao cô cũng còn có chúng tôi, hai chúng tôi, không bằng sự hiện diện của một người à. Cô ngoan ngoãn làm theo lời Doãn, nằm xuống sàn xe tới những sắp bao bổ dày và dậu mặt trong làn chăn mỏng. Cô tạo một giấc ngủ, dù giấc ngủ có đem đến những hình ảnh hại hùng và mang đến những chết chóc thì vẫn còn hơn thức. Để mà nghĩ đến thân phận của mình, một kiếp làm người chối bỏ quê hương trốn chạy họ hàng. Đúng như Doãn nói, tôi đã quá phi thường. Sự phi thường mà tôi đã vượt qua suốt 8 tháng trời ròng rã, thì giờ đây một lần sanh đẻ có nghĩa lý gì? Nó chỉ là những đau đớn nhất thời, một giờ, một ngày, hay vài ngày, hoặc có chết đi chăng nữa, cũng là một chấp nhận. Thùy ơi, mày phải tỏ ra khác lạ hơn những người khác, vì mày là đứa mồ côi mồ cút giữa nơi đất là quê người. Mày là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất, chịu nhiều đau thương nhất, thì mày phải chứng tỏ điều đó qua từng lời nói, từng hành động. Tôi nghiến chặt hàm răng, hai tay co quắp, cơn đau là dồn dập kẹo tới, đau thủng cả tim gan, đau một cách kỳ lạ. Đau để mà phải buộc miệng chửi mắng hay nói bất cứ ngôn từ dơ bực để hạ hê. Mà sao tôi chỉ biết lẩm nhẩm tên Minh trong cổ: Minh ơi tha lỗi cho em. Tôi cầu xin, tôi được thiệp đi, mê đi với Minh bên cạnh mà chẳng khi nào được. Tôi chỉ nhớ là mình đã nghiện răng chịu đựng, rồi mê, rồi thiếp, rồi là có quắp với cơn đau rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn là hình ảnh bi thương như một khúc phim được rạp nổi. Giờ tôi đã nghe rõ từng hồi chuông dồn dập, nó không ngân nga thảnh thoát trong những ngày đại lễ, mà thúc hồi như hồi chuông tiễn biệt. Từng đoàn người hàng một thất thiểu trèo lên con dốc cao, theo sau những chiếc băng ca được phủ vải trắng. Tiếng đọc kinh không còn nữa, mà người ta tru lên, kẻ khóc người gào chấn động cả một vùng đảo. Âm thanh thảm khóc ào ra như một dòng nước bắn tung tóe như những mạch thủy tinh cuộn xô vào thân thể, ghim sâu vào đầu óc. Tôi thấy như mình không thở được, kẹo mạnh vải phủ mặt cho tôi. Tôi ủ ở trong khi đoàn người vẫn vô tình vật vã phía sau. Đưa tôi đi đâu thế này? Con dốc cao quá tôi tệ bây giờ. Tôi không vào nhà xác đâu, nơi đó tôi vẫn đứng xếp hàng một tuần chờ lạnh gạo lạnh nước mà. Đó không phải là nhà xác, đó chỉ là căn chòi rộng thênh thang, không vách không tường, gió lùa từ phía. Khiến tôi đến đây làm gì? Sẽ thì tôi mang bộ thị cho bạn bè thiểu thổ của tôi hay sao? Tiếng khóc bây giờ đã dịu lại. Có lẽ họ chăm chú nhìn cảnh cửa sắt trong phòng thiếu mở ra.
Họ làm gì chúng tôi thế này? Tôi không muốn thành than thành bột. Hãy vứt bỏ chúng tôi xuống biển để thân xác tôi rửa tan hòa với nước trôi ra đại dương, tấp về quê mẹ tôi ủ ở. Trong khi người ta đại sát người nằm vào gần nhất, mùi da thịt khẹt lẹt bay lan từ phía tôi nghe rõ có người nói rất khẽ: đột từ giờ đến mai cũng chưa xong, kiểu này còn được nhìn đỏ chữ ăn cơm nổi gì. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 2 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.